Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em cùng gia đình đi về quê nội núi Sập An Giang để đi cúng thinh minh năm đầu tiên cho ba hết cả nhà. Em mời cả nhà cùng em và gia đình đi cúng thinh minh ở miền Tây quê em như thế nào hết cả nhà. Em mời cả nhà nhé. Ở trong đây nó hơi bị tối quá à. Nó hơi bị tối lắm. Tại vì cái này như là một nguyên cái nhà mộ á. Cái này nè, đây. Còn đây là cái mã của Cuba. Đây cái của chị, cái của em. Này là của cô ba, còn này là của ba, nguyên cái khung cảnh cái nhà hết cả nhà, ba với cô ba đang ở nhà, còn bên đây thì có bức tranh, bức tranh của nhà mộ. Lột gà không có để nuôi con cả nhà. Chảo cái nó mau chín ra cái nhà cái nha, chứ thằng cái chảo này nó nhỏ quá, để nguyên con nó sẽ không có chín nên mình phải chặt ra cái nhà. Ừ.
ngon quá. Còn đây là con cá lóc quay nè cả nhà, quay mà quay me hết cả nhà. Này là kêu cá lóc đồng á, cá lóc đồng quay á. Ủa, nó quay nó gì giống như heo vậy trời. Cá quê nội giờ có cái món cá lóc quay quay me hấp dẫn ghê luôn nè cả nhà. Ở xin hàng ngồi xuống phải đổ ăn nha. Ăn với dầu sống, cái đi cánh gà với bún, con bún bún rồi anh ơi, với me. Còn đây thì vịt quay, còn đây thì nước trong cái con vịt này cả nhà. Còn ở đây thì dưa hấu, còn bên đây là đang ở đây thì đang làm cắt gà, tại vì gà rất là thao. Rồi, chú nè, chú ơi. Ồ, tôi nhớ rồi, tôi đó, mà tôi học dốt chứ. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tạo hội, hội là đạo thanh. nhớ gì dữ dài luôn ha, giỡn đâu. Thanh minh. Rồi, giờ mời cái gì ăn cái gì? Cái đùi gà chấm muối ớt, cái chanh. Nó không ăn đâu hả? Ngon. Có cái nhỏ. Bữa nay thì mình nó cuốn mặn của bà cái dọn lên ăn không có nhỏ. Ai dài cũng có công việc ăn hết rồi nên mình vừa quay vừa ăn, cái nhà thông cảm nha. Mà cái nhà trời Linh rồi. Linh chưa rồi con. Ăn cái gì mà nó? Ăn rồi sống có gì cơm mà nó. Nhớ chưa hay? Quá đã cả nhà. Thôi giờ. Rồi cuốn miếng cá lóc quay cho mày cái nhà ơi. Ăn đi chú ơi. Ăn no luôn đi trời. Ăn chắc cũng không rồi trời. Bỏ cái chén chấm nước không ăn thịt con sợ luôn, không làm miếng cơm không à. Ngon rồi ớt đây. Rồi giờ mời cái nhà ăn cá lóc nướng luôn nha. Ba đừng có cháy cho chú ăn. Rồi mẹ mày chú ăn cái gì? Má ơi má ảnh. Rồi. 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 Mời cái nhà ăn cá lóc nướng luôn. Quay coi. Quay nhỉ, nó quay, quay nó lộn mới nhờ. Ăn chả mất cỡ rồi. Ai vừa nó ngập bầm rồi. Ăn không nè em ơi. Ai vô lên em ơi. Ngon. Ngon. Rồi, hôm nay mình cóc hành luôn. Chị chú, mấy con số nghỉ gì vậy? Chết em cái gì á, giật em cái giọt này. Ăn hết về chú. Ăn thôi trước hết đi, chừng nào hậu tính bò cắt. À đúng rồi, cắt làm hai đi. Cái
em mời cái nhà ăn cà rem với em nha. Cà rem đậu xanh. Có chuyện con ghét cậu đó. Ồ. Ăn ở bên quê nội nha cái nhà. Nó nói bộ hoa nhà nó giá, bộ hoa giá. Cậu ba ơi, có nhà đi á, đằng dây kéo cho nên là cái dừng lại. Ngon quá. Béo. Ngon. Lâu chưa? Có ăn cây gà kem. Nóng. Cây cà game tuổi thơ. Béo quá. Ngon. Lên thành không? Chưa kéo gái lên thành. Mất cả. Chanh là một của ba cái có cái máy móc chanh này đẹp này cả nhà, như cái nhà ngon không? Có ngon. Quay không có chuyện gì.